Thầy, anh chị em đã đến với kênh YouTube của mình. Các bạn chiêm ngưỡng hôm 60 nha. Đây là hôm lươn 60 cho ông PC nhựa 60, rất là đẹp các bạn nha. Hàng cái nào giống cái nào luôn các bạn nha. Hôm lươn này thì sử dụng cho lươn khoảng 1 cân trở lại các bạn nha. Lươn 1 cân trở lại các bạn. Vâng, thoải mái luôn. Đấy. Bên mình làm tre già các bạn nhé, nên là nó không mối mọt gì đâu nhé các bạn, nên các bạn yên tâm khi nhận hàng là đúng y như thế luôn. Còn đây giới thiệu với các bạn, đây là hôm 48. Hôm 48 thì lươn khoảng 5 lạng đổ lại là vào thoải mái. Đấy. Các bạn thấy không, hàng rất là đẹp. Khi các bạn bôi mồi thì các bạn bôi ở phía sau cái đuôi này này, cái đuôi của hom này này, là nó vào ra là dễ ăn hơn, mà bôi phía trước này cũng được, tùy các bạn. Đấy, đi theo kinh nghiệm của mình thì bôi phía sau này luôn vào nhiều hơn. Đấy, các bạn thấy không, hom 48 rất là đẹp, mà cái nào giống như cái nào các bạn nhận, đang đúng cỡ của nhà đang thủ công nên là cái nào rất là trau chu luôn các bạn. Đây là hom 60. Đấy, các bạn xem nếu cảm thấy hay thì các bạn nhớ like và chia sẻ giúp mình nha, đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình nha, để sắp tới mình sẽ làm những video mới hay hơn. Đấy, nên là đấy rồi, xin chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Xin chúc các bạn mùa hè mát mẻ.